Em xin chào cả nhà. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Thêm một cái chủ đề nữa về cái giày mang đi học. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái chủ đề, đó là giày mang đi học siêu thoáng mà lại đẹp bá cháy một chiếc luôn. À, thì hôm nay trước mặt cả nhà đó là một cái mẫu giày thể thao, giày bata trắng hoặc là thể thao trắng, có nhiều cách gọi khác nhau. À, có hai cái màu viền em muốn chia sẻ. Đó là đây là một cái mẫu giày siêu thoáng khí luôn anh chị ơi. Và nó có con chuột Mickey nằm này, rất là dễ thương, năm 2020 rất là hot luôn. Năm nay là năm chuột mà, năm tiếng mà, thì nó ra những cái mẫu giày nè rất là dễ thương. Để em cận cảnh cho cả nhà cùng xem nha. Đó, nhìn em nó nhìn thấy cưng chưa nè. Rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn. Và phía sau gót của nó là cái một cái gót màu xanh. Gót màu xanh nha anh chị nha. Khi mà mình kết hợp á, nếu mà mình đi học á thì mình có thể sử dụng dây trắng. Còn khi mà muốn đi chơi, mình muốn đổi màu á thì anh chị có thể mua những cái dây màu xanh như thế này để mình phối lên để cho nó tông với là cái đôi giày rất là đẹp luôn. Và cái một cái màu thứ hai em muốn chia sẻ cho cả nhà đó là một cái màu đỏ. Con chuột Mickey cũng nằm rất là dễ thương. Rồi đây là cái gót phía sau, nó là gót màu đỏ nè anh chị ha. Cái này mình cũng có thể thay đổi là dây đỏ luôn cũng được, tùy theo. Nhưng mà cái này là dây màu trắng, tại vì mình bán cho học sinh thì mình nên kết hợp những cái đôi giày trắng như thế này. Vì học sinh là mang mình ít cái màu mè hạn chế, để từ nhiều khi trường không có cho, nên mình bắt buộc phải mang. Tại sao em nói là giày mang đi học siêu thoáng? Tại vì anh chị có thể thấy ha, phía bên đây thì nó không có in hình con chuột Mickey nè, chỉ in có một bên nè, bên đây có thôi, mà bên đây không có. Đây là con chó, có là con chuột Mickey nè. Đây, cảnh cả nhà cùng xem. Cả nhà có thấy sự khác biệt không ạ? À? Có thấy cái thế nào, tại sao em gọi là siêu thoáng không? Cả nhà có thể thấy cảnh tí xíu ha. Đây nó có những cái lỗ li ti nè, xung quanh cái đôi giày luôn. Và phía ở bên đây cũng vậy, nó có những cái lỗ li ti nhỏ này nè. Nó giúp cho khi mình đi nó rất là thoáng và rất là dễ mang nữa, rất là dễ chịu nữa. Và ở phía bên trong đây là lót da nha anh chị nha, chất liệu lót da luôn, rất là đẹp và rất là mềm. Đây là em để cái sụm này lên rồi nên bây giờ nó căng ra, khi mình mang vô chân cũng vậy, nó cũng căng lên rất là đẹp luôn và rất là siêu thoáng. Và khi các em mang mà đi học á, mình đi cả ngày mình cũng thấy rất là dễ chịu. À, đặc biệt một cái là những cái đôi giày này nè, không những anh chị mang đi học và cho các em đi học mà có thể mua kết hợp để mình đi chơi được luôn nha anh chị nha. Vì nó rất là dễ mang, cái này nó không có phân biệt đâu, đi chơi, đi học, đi làm đều được. Tại vì hôm nay chủ đề của mình là giày mang đi học, nên là cái này là em đề cập đến đi học là nhiều. Nhưng mà ngoài ra đi học mình có thể kết hợp được rất là nhiều thứ luôn, đi chơi, đi gì cũng được, chứ không phải là đi học không. Và cái đế này nó có chiều cao á, là 2 cm, đế đều 2 cm, rất là dễ mang, rất là đế trung bình. Đây, ở phía sau nè, nó có những cái BB li ti này nè. Những cái này nó có tác dụng là giúp mình đi nó không có bị trơn, và nó có độ ma sát nó cao. Và đế này là đế cao su nha anh chị nha, đi sẽ không có bị bể đế. Chất liệu bên ngoài và bên trong đều là chất liệu bằng da hết, nên cả nhà mình mang cho đi học, các em đi học, các chị nên để ý là khi mình mang mình nhớ vệ sinh bằng cách tẩy, không sử dụng bằng nước để mình giặt nha anh chị nha. Và khi sử dụng bằng nước giặt thì đôi giày mình sẽ dễ bị hỏng và dễ bị vàng da hơn. Thì anh chị mà mình muốn vệ sinh á, cho nó sạch, cho nó muốn lâu á, thì anh chị có thể sử dụng những cái chai tẩy lát như thế này nè. Ở phía bên trong nó có chất tẩy và nó có những cái bàn chải này nè. Khi mình mang mà nó dơ á, anh chị nhớ lau sơ những cái phần đất ở phía bên ngoài, xong á mình đánh trực tiếp lên đôi giày luôn, thì nó sẽ giúp cho đôi giày mình trắng sáng. Và anh chị nhớ là phải lau chùi thường xuyên nha, thì đôi giày nó sẽ trắng như thế này. Còn nếu mà mình lâu lâu mình mới lau một lần thì nó sẽ không được trắng và nó cũng sẽ dễ bị ố vàng nữa. Đó là chia sẻ của ngày hôm nay, đó là giày mang đi học siêu thoáng mà đẹp bá cháy luôn. Hình nào cũng dễ thương và cũng rất là đẹp. Cả nhà có yêu thương nhớ đăng ký kênh theo dõi. À mà em quên nói với anh chị là cái này nó có size từ 35 đến 39 nha anh chị nha. Cả nhà có thể đăng ký kênh theo dõi để mỗi ngày xem nhiều video mới và nhiều mẫu mới.
em sẽ cập nhật hàng ngày cho anh chị cùng xem. Cảm ơn cả nhà đã xem video.